Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Quyển Thế giới mới tuổi thơ thứ 56, ngày 26. Sự thật được tỏ ra. Kinh Thánh Samuel nhất đoạn 14 câu 40 đến 43. Câu ghi nhớ Samuel nhất đoạn 14 câu 41a. Ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Bây giờ chúng ta mở Kinh Thánh ở trong Samuel nhất đoạn 14 và đọc tiếp câu 40 đến câu 43 nhé. Câu 40 đến câu 43. Người bèn nói cùng cả Israel rằng: các ngươi hãy đứng bên này, ta và Jonathan con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân sự thưa rằng: hãy làm điều vua lấy làm phải. Sau lơ thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Jonathan và Sau lơ bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Sau lơ nói: hãy bắt thăm cho ta và Jonathan con trai ta. Jonathan bị chỉ ra. Saul nói cùng Jonathan rằng: hãy tỏ cho ta biết điều ngươi đã làm. Jonathan thú nhận thật rằng: tôi có dùng đầu gậy tôi cầm nơi tay mà nếm chút mật ong, này tôi đây phải chết. Chúng ta đọc đến câu số 43. Và câu ghi nhớ của chúng ta ở trong 41 phần A. 41 phần A. Chúng ta tô màu. Ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Câu gốc này cũng rất là ngắn phải không các em? Ôi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy tỏ ra sự thật. Bây giờ chúng ta xem trang bài tập. Chúa đã chỉ ra cặp người phạm tội với Ngài, em hãy khoanh tròn nhé. Dân chúng và hai cha con ông Saul, dân chúng và Jonathan, ông Saul và ông Jonathan, ông Saul và dân chúng, ông Jonathan và quân lính, người Israel và người Philippines. Bây giờ chúng ta xem coi Kinh Thánh nói rằng ai bị chỉ ra. Rồi, chúng ta xem cái câu sau của cái câu ghi nhớ của chúng ta đó. Jonathan và Saul bị chỉ ra, còn dân sự thì vô can. Vô can có nghĩa là không có liên hệ gì hết, không có bị gì hết. Như vậy chúng ta thấy rằng ông Saul và Jonathan đã bị chỉ ra. Và chúng ta biết ở trong cái trận chiến, và Saul có cái lời thề là bất cứ người nào cũng không được ăn uống gì hết cho đến khi tiêu diệt hết quân thù. Trong khi đó thì Jonathan và những người lính của ông không có biết được cái lời thề nguyện này của Saul, cho nên khi ông chiến đấu mệt mỏi và ông thấy có một cái ổ ong mật, và ông lấy đầu gậy chấm vào ổ ong mật và ông đưa lên miệng, ông uống lấy cái mật ong đó, và cái mật ong đó làm cho ông có sức khỏe để chiến đấu cho đến khi thắng trận. Do vậy thì ông cũng nhận ra cái lỗi của ông. Jonathan không biết lệnh cấm của cha mình đã ăn một chút mật ong trước lúc trời tối. Khi biết dù vô tình phạm lỗi, ông Jonathan vẫn xưng nhận: tôi đây phải chết. Nhận biết. Chúa vẫn biết, thấy tất cả, con người phải nhận biết sai lầm, tội lỗi của mình. Dù vô tình hay cố ý, khi phạm tội thì phải nhận sự sai lầm của mình. Thực hành. Đã có lần em phạm mà ba mẹ cấm. Phạm ở đây là cái tội gì đó, ví dụ như nói dối hay không vâng lời hay là ăn cắp hay là cái gì đó, các em có thể ghi ra cái điều mà mình đã phạm đó. Em cố giấu nhưng
Em cứ lo sợ không được bình an cho đến khi em xưng ra em nhận được sự bình an. Chúng ta ghi lại cái lỗi lầm của mình ha. Gợi ý cầu nguyện: khi phạm tội em cần xưng tội với Chúa, với người em phạm lỗi, xin Chúa tha thứ cho em. Bây giờ chúng ta ghi ra lời cầu nguyện của mình nhé. Thưa Chúa, xin Chúa giúp con biết nhận lỗi, và ăn năn, để được tha thứ, được bình an và được phước của Chúa ban cho. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp con biết nhận lỗi và ăn năn, để được Chúa tha thứ, được bình an và được phước của Chúa ban cho. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi, để chúng ta biết ăn năn, được Chúa tha thứ, được bình an và được phước của Chúa ban cho. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta trong một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại.